Bổ sung thêm người, cần tạo làn sóng, yêu cầu chủ trạm phải có câu trả lời minh bạch. Liệu bà mẹ chồng kia có phải là thật không? Hay là cô ta thuê? Có thể nghi ngờ về nhân cách của bà mẹ chồng, đổ hết lỗi cho con trai, bênh vực con dâu, thì liệu có đáng tin không? Đừng có copy paste. Chị cần phải có một đội ngũ viết comment để có thể định hướng được dư luận. Đặc biệt là một vài comment đêm để chị gửi báo chí và tật tít. Thế nhá. Anh nghĩ em phải tìm hiểu việc bà mẹ chồng của em tại sao lại luôn biết tin đúng lúc như thế. Đây là vấn đề rất nghiêm túc mà chúng ta cần phải xem xét về tất cả mọi khả năng. Ý của anh là gì? Anh chỉ muốn nhắc em một điều thực tế. Nghĩa sắp ra khỏi tù, với bản tính đa nghi của anh ta, thì khoản tiền chung của hai đứa sắp tới em cực kỳ khó động vào. Thì sao? Vậy đây là thời điểm vàng để em có thể đầu tư hoặc tẩu tán tiền của mình đi. Lại đầu tư vào chỗ anh à? Thôi, cho em xin. Điều mà em cần bây giờ ấy là anh phải giải thích cho em nghe tại sao số tiền nhập thiết bị lại chênh cao như thế. Hay là anh nghĩ em ngu nên em muốn qua mặt? Em chào anh ạ. Chào em. Bên mình có cái dịch vụ nào chăm sóc da cho nam không em? Dạ có chứ anh. Không biết là mình muốn chăm sóc da hay là có yêu cầu gì khác ạ? Da của anh dạo này em nhìn cũng nám với tàn nhang, em xem có cái dịch vụ nào tốt thì tư vấn cho anh với nhá. Dạ vâng, anh sẽ một chút em tìm tay. Đi ăn gì đi. Em có việc rồi. Em định đi đâu? Anh chở em đi. Không cần đâu. Em dạo này sinh ra đấy. Lại còn đùa nữa. Anh thế nào, khỏe không? Anh khỏe. Ở trong này nhiều thời gian, suốt ngày tập thể thao với anh em, đâm ra lại khỏe hơn. Em với Gôn thế nào? Hai mẹ con em vẫn khỏe. Thằng bé ngoan học giỏi, nhớ bố lắm. Thế còn em và mẹ? Em xin lỗi vì chẳng biết làm cách nào để mẹ thương em được. Hôm trước ở trong một chương trình, mẹ có nói là mẹ chỉ có duy nhất một cô con dâu. Mày biết là ai rồi đấy. Thôi em cố gắng, vì anh vì con, giữ mối quan hệ tốt với mẹ nhá. Ở trong này nhiều khi anh nghĩ có khi nào vì em ở bên anh, em mất đi nhiều cơ hội không? Đã bao giờ em thấy hối hận không? Đi 3 năm mà cứ như là 30 năm ấy. Chúng ta còn cả một quãng đường dài phía trước. Mẹ con em cố gắng được. Vậy cố gắng chờ anh nhé. Ai này, ở trên Thái Nguyên có một dự án rất hay. Em đã đi khảo sát và thấy rất khả thi. Em đầu tư nhé. Em cứ đầu tư đi. Nếu em thấy ok thì còn lăn tăn gì nữa. Đừng đụng đến khoản tiền chung là được. Em còn khoản tiền đòi được tận tay Tuấn. Có gì em xoay vòng vốn là ổn. Anh muốn bảo toàn tài sản, sau này ra có vài kế hoạch cần làm. Nhưng mà buồn sáu hết giờ tháng nào? 2 tháng nữa anh về. Ra xong anh sẽ kể cho em nghe kế hoạch của anh nhá. Anh giữ sức khỏe nhá. Em cũng vậy, chăm sóc mẹ giúp anh.